Đây, bên em mới về chiếc Avante đời 2013, số sàn máy 1.6, xe rất là mới, rất là kiên. Xin mời quý khách hàng xem thử, tham khảo. Xe bên em thì về chỉ việc sử dụng thôi nhé. Em đã kiểm tra và test hết tất cả mọi chức năng, đều hoạt động bình thường, máy móc êm, gầm bệ tốt. Bên em thì chuyên mua xe lướt thôi. Tuy xe 2013 nhưng mà nó còn rất là đẹp so với những cái xe cùng đời đây. Mời quý khách hàng thân thiện. Vô lăng cần số nó còn rất là đẹp, chứng tỏ đây là không nhiều. Cây số là 45.000. Cần số là còn đẹp, không mòn. Nội thất thì còn mới, không chảy xước. Xe chủ rất là kỹ, đã bọc trần và vô màn hình LCD. Đây, ghế bằng ghế sau. Lắp bi, lắp đồ rất là mới. Xe bên em thì cam kết nha, keo chỉ nó còn nguyên, không đâm đụng. Mở máy. Đây, cốp sau còn rất là mới. Mở máy đó nè. Lớp xe cua hình như đã hạ nhưng mà còn đẹp. Thùng bọng là nguyên, không mục, không mối, không mòn. Gầm về đây vô biết còn trắng phong. Tắp bi cửa, bước chân lên xuống còn rất là mới, không chạy không xước. Đây là máy, xin giới thiệu máy cho quý khách. Máy thì green, chưa mở. Đây em tìm tiếp